có cái chú này 53 tuổi mà chưa bước chân vào cửa chùa Lần Hạnh, đừng nói niệm Phật mà bệnh cái kiếm là ung thư máu. Bà vợ mua thuốc dán giả cao đó về dán cho anh đó là hơn 3 năm. Ở đây quý vị chưa biết cái thuốc dán mà giảm đau đâu, tức là gọi là siêu xì ke. Nó nhất nó la vậy mà dán vô rồi cái là ngồi vậy mấy bài vậy. 36 giờ nó hết rồi nước nhất nữa. Cứ như vậy này mà dán. Cái hình dán nó bằng cái lá bài mà con nít chơi gì đó. Ở phía giữa nó có một cái tròn bằng cái đồng tiền cắt của mình vậy đó. Nó ép một cái miếng giấy, miếng ni lông trắng. Thế thì mình lấy cồn mình thoa cái lưng mình nó đi ha, cho nó sát trùng xong rồi dỡ cái miếng ni lông đó, dán vô lấy cái tay đập đập. Chừng 3 phút sau là ngồi dậy nó chuyện tỉnh bờ. Phương gian dạng đã mất tiền lắm mà dán trên 3 năm. Cái bà chị ở Việt Nam đó, bà mới ra bà nói với tôi rằng thằng em của con nó bị ung thư máu thầy, mà vợ nó mua cái thuốc dán giảm đau mà giảm mấy năm nay rồi hết tiền rồi, nghèo mà chắc không thể nó qua khỏi. Tôi thầy làm ơn thầy viết cái thư đó, thầy khuyên nó quy y Tam Bảo giùm con để nó chết nó được cái pháp danh, thì nó cũng được có cái nhân duyên cái Phật pháp đời sau, nó được làm người, nó làm Tam Bảo. Cái tụi nghiệp qua nhỏ lớn không biết tới chùa này vậy. Tôi viết cái thư gửi qua thì anh mới nói bà vợ lên chùa Dược Sư, chùa Sư Nữ ở bên Hoa Kỳ đấy, mới tới nhà quy y đặt pháp cho anh là Quảng Minh. À, thế thì mừng quá, bà vợ chuyển về cho bà chị ở Sài Gòn, chồng con quy y có pháp danh Quảng Minh được chị. Bà chị thứ Na nói với tôi là thầy viết cái thơ thầy khuyên nó niệm Phật thì không, vì cổ biết tôi là tu niệm tu niệm độ mà, tôi nên chàng thầy khó quá. Quy y thì nó dễ, nhưng mà niệm Phật nó khó, là vì hồi nhỏ lớn chưa bao giờ niệm Phật, mà giờ niệm nó mắc cỡ lắm, nó có ngại còn nó khó niệm, nó không dễ đâu. Cổ năng niệm đó tôi ráng, tôi biết. Thì tôi thấy là khả năng của tôi cũng không đủ cái khả năng để viết cái thơ mà khuyên cái người 53 năm chưa bước chân vào chùa mà niệm Phật, tôi cũng thấy là tôi không đủ khả năng. Cho nên tôi viết một đoạn, tôi ngừng tôi để đó, chấm để đó. Và tôi trì 21 biến chú Đại Bi, rồi tôi viết tiếp. Viết một đoạn nữa tôi để đó, chấm để đó. Và trì 21 biến chú Đại Bi, rồi viết tiếp. Tôi viết cái thơ tên là 3 ngày 4 đêm. Tôi viết phút rồi ngồi đó trì chú. Rồi để đó rồi ngủ. Tuyên vậy viết đoạn nữa rồi trì chú, tôi sáng lên đi làm Phật sự, tức là viết để đó trì chú 3 ngày 4 đêm. Tôi nhắn cái bà chị nó ra mang cái thơ về gửi về đó. Anh đọc xong tới đâu anh cười tới đó. Cái đoạn nào anh cũng thấy vui vẻ. Thì cuối cùng hết thì Quảng Minh mới nói, bà lên chùa Dược Sư nói sư phụ tôi á, cho tôi sâu chuỗi, mà sâu chuỗi ngắn thôi dài quá tôi ngồi nó có được tôi niệm, tức là sâu chuỗi ngắn trong cái sâu chuỗi 18, 19 hộp gì ở trên chùa cho Quảng Minh sâu chuỗi tay 18 hộp về Quảng Minh niệm. Anh mua Di Đà Phật bởi vì dễ quá, nó có học giáo lý cũng đâu cần gì, cứ năm mua Di Đà Phật, năm mua Di Đà Phật, Quảng Minh niệm được 3 phần, có 3 phần thôi, có pháp danh rồi bây giờ niệm Phật. Thế bà vợ bà mới nói thế này, tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cái sắc diện của ông nó đẹp như hôm nay. Sao tự nhiên mặt mày nó đẹp quá, sáng sủa quá, hồng hào quá, không có tiều tụy như những cái ngày trước. Quảng Minh nói, bà lấy cái gương soi mặt đem tôi xem. Thì xem xong rồi Quảng Minh cười, Quảng Minh mới nói, bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Vì lũ mấy ông chồng niệm Phật nhé. Mấy ông gì đủ mấy bà niệm Phật chia đôi đó. Tức là ông chồng đi chùa bà vợ cho, thì ông chồng niệm 10 câu niệm Phật, bà vợ nhà hưởng 5 câu, ông chồng nói không. Còn ông chồng mà cho bà vợ đi chùa đó, bà vợ niệm Phật 10 câu thì ông chồng ở nhà hút phút thôi cũng được 5 câu. Nó đặc biệt cái chỗ đó, đủ với nhau để chia sẻ với nhau để tu hành đó, là người được một nữa. Còn hai người mà cho hết á, mạnh ai
anh ấy tu mà anh ấy lấy hưởng không tiền. Tức là vợ cũng được đi mà chồng cũng được đi, thì ông niệm 10 câu, ông hưởng 10 câu, vợ niệm 10 câu, hưởng 10 câu, chẳng chi ai hết. Còn nếu một người đi mà một người ở nhà mà cho đó là chia hai. Quán Minh nói bà muốn đẹp như tôi, bà niệm Phật như tôi. Thế là vợ chồng cùng niệm Phật thêm 2 tuần nữa là 5 tuần. 5 tuần rồi. Quán Minh mới nói, thôi không có dám, chút dám nữa, tốn tiền tôi biết bà sạc niệm rồi. Tôi có thuốc của Phật A Di Đà. Vợ tôi nói chà, nó nghe ngon dữ là chắc ăn rồi đó. Không rên không ai ngủ được hết. Nhưng mà mua về để sẵn đó, lỡ mà Quảng Minh có rên á thì giá, nhưng mà Quảng Minh không có rên. Vợ mới nói tội nghiệp lắm thưa thầy, Quảng Minh đau mà mấy cái tay mà bố cái bắp đùi đổ nó thì không rên ngay. 3 ngày đêm rồi bắt đầu cái dần dần thôi, êm dần dần, không còn ấu xé nữa. Rồi như vậy là thêm 10 ngày là Quảng Minh không cho bà vợ dán thuốc giảm đau, và Quảng Minh nói rằng có thuốc của Phật A Di Đà. Như vậy là kết quả không dán mà Quảng Minh cũng không đau. Thì hôm nọ Quảng Minh mới nói thế này, hôm nay đó là tôi theo Phật A Di Đà, tôi thấy Phật hồi hôm. Ngày mai đó bà sắp đặt công việc nhà, cô nước cái gì cho mấy đứa con đó, rồi bà nhắc cái ghế ngồi đây niệm Phật với tôi để tôi theo Phật cái gì này. Thì bây giờ qua những cái việc làm trước đây đó có kết quả, có hiệu nghiệm, cho nên vợ Quảng Minh nghe lời nhắc cái ghế lên ngồi niệm Phật. Thì hai vợ chồng cùng niệm, niệm đến cái câu cuối cùng để Quảng Minh buông cái sâu chuỗi là tắt thở. Thì lúc đó vợ Quảng Minh mới có cái điện thoại gọi về Việt Nam, gọi cho tôi trước. Thì tôi đã y áo chuẩn bị lên chùa làm lễ rằm tháng 10, tối 14 tháng 10 tiễn lên chùa đó rồi. Tôi ở dưới phòng chuẩn bị y hậu chỉnh tề để lên làm lễ. Thì điện thoại nó reo, tôi trở lại, tôi dở cái ống nghe, tôi nghe. Thì vừa vợ Quảng Minh mới nói, bà thầy, con báo tin cho thầy là Quảng Minh tắt thở. Vừa tắt thở con điện thoại cho thầy, tay còn nắm sâu chuỗi 18 phòng. Tôi mới nói A Di Đà Phật, thầy hồi hướng cái công đức này về Tây Phương Lạc Quốc và nguyện hương linh của Quảng Minh được siêu sanh tịnh độ. Tôi gác máy tôi đi hành lễ. Như vậy 53 năm chưa bước chân đến cửa chùa, thế mà Quảng Minh quy y niệm Phật cho tới giảng sanh chưa được một tháng rưỡi, chưa được tháng rưỡi mà có kết quả. Như vậy cả gia đình của Quảng Minh và quý sư cô ở chùa Sư Nữ xuống tận nhà của Quảng Minh lo cái tang lễ đó, và ai cũng xúc động và thấy là cái hiện tượng của Quảng Minh lúc bệnh đau nhăn nhó tiều tụy mà đến bây giờ phút mà lâm chung là Quảng Minh cái sắc diện rất là tươi vui mà sự ra đi một cách biết giờ biết khắc biết lại. Như vậy là cái hiện tượng bản thân rõ ràng chứ không thể chối cãi được. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.